dẫn độ Trịnh Xuân Thanh có dễ dàng hay không? Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an cho biết, việc dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh về nước sẽ gặp phải những khó khăn nhất định nếu như thông tin ông này đang trốn ở Đức là đúng. Theo Thiếu tướng Trần Thế Quân, để dẫn độ tội phạm đang trốn ở nước ngoài về xử lý, trước hết quốc gia đó phải ký hiệp định tương trợ tư pháp với quốc gia được đề nghị dẫn độ. Trong trường hợp chưa ký kết thì có thể theo điều ước đa phương về dẫn độ tội phạm mà hai nước cùng tham gia. Quốc gia này muốn dẫn độ tội phạm đang trốn ở quốc gia kia về xử lý thì phải theo một điều ước quốc tế mà hai bên là thành viên. Nếu giả sử ông Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức, Canada hoặc một vài quốc gia khác không tham gia ký hiệp định tương trợ tư pháp thì việc xử lý không hề đơn giản. Quá trình đàm phán về dẫn độ cũng phức tạp, lâu dài. Trong trường hợp đó, sẽ có thể vận dụng quan hệ ngoại giao giữa hai nước trên cơ sở thương lượng cụ thể. Cũng theo ông Quân, trong thực tiễn, khi chưa có hiệp định về dẫn độ ở dạng song phương hay đa phương, có thể thực hiện việc dẫn độ theo nguyên tắc có đi có lại giữa hai quốc gia. Cùng đưa ra ý kiến, luật sư Trương Anh Tú, Đoàn Luật sư Hà Nội lập luận, nếu ông Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài, Bộ Công an sẽ có những biện pháp nghiệp vụ cần thiết để đưa ông Thanh trở lại Việt Nam. Đối với một số quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đã ký hiệp định tương trợ tư pháp về dẫn độ tội phạm như Hàn Quốc, Nga, Ba Lan, Lào, thì Việt Nam sẽ phối hợp để dẫn độ ông Thanh về nước. Còn với các quốc gia khác như Hoa Kỳ, Canada, Úc, phần lớn các nước Mỹ Latin, Châu Phi, Tây Á, chúng ta chưa ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về dẫn độ tội phạm, việc chuyển giao ông Thanh về nước sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu xác định được hành vi tội phạm của ông Thanh, thì nhiều khả năng hành vi đó thuộc về nhóm tội phạm về tham nhũng. Nếu thuộc loại này, thì đây là loại tội phạm mà không được bất cứ quốc gia và vùng lãnh thổ nào dung thứ. Thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Hà Nội cho biết, với trường hợp Trịnh Xuân Thanh, lệnh truy nã quốc tế sẽ được cơ quan chức năng thuộc Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Công an gửi cho Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, Interpol. Từ đây, Interpol quốc tế thẩm định rồi tải lên trang web của tổ chức này để phát lệnh trên mạng toàn cầu. Các nước tham gia tổ chức Interpol sẽ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan điều tra của Việt Nam truy bắt Trịnh Xuân Thanh trên toàn thế giới. Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nếu có căn cứ xác định ông Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài thì sẽ gửi lệnh truy nã đến Văn phòng Interpol Việt Nam C55 thuộc Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Bộ Công an. Sau đó, C55 sẽ đề nghị Ban Tổng Thư ký Interpol ra quyết định truy nã quốc tế. Theo các nguyên tắc hoạt động của Interpol, dẫn độ tội phạm được thực hiện dựa trên các điều ước quốc tế đa phương hoặc song phương, nhưng trình tự, thủ tục dẫn độ tội phạm lại tuân theo quy định của pháp luật quốc gia, được yêu cầu dẫn độ và pháp luật quốc gia yêu cầu dẫn độ, luật sư Thơm nhấn mạnh. Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC, ngày hôm qua đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can ra quyết định truy nã quốc tế về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ngày 15 tháng 9, nhà chức trách đã khởi tố vụ án về cùng tội danh để làm rõ việc thất thoát gần 3.300 tỷ đồng tại PVC. Hiện, cựu Tổng Giám đốc PVC cùng hai cấp phó và kế toán trưởng đã bị bắt.